Em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong mấy ngày vừa qua, có khả năng là em nhớ không nhầm thì tới 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày nay em bận không làm video được, thật sự mong các bác các anh thông cảm. Bởi vì là nhà cũng có một số việc, thứ hai nó căn phòng test âm thanh của em nó cũng có một chút sơ suất. Thế nên là cũng phải sửa soạn lại, cho nên là không có thời gian làm video cho các bác các anh em. Và đồng thời cũng cảm ơn các bác là trong 4-5 ngày vừa qua thì để em bận không có làm video được, nhưng mà đặc biệt là cảm ơn các bác các anh em từ miền Nam tới miền Bắc rất là nhiều, là đa phần là khách quen đấy, cũng đã điện lại cho em để ủng hộ cho những cái mặt hàng chân loa rồi các thiết bị loa rồi âm ly vân vân rất là nhiều. Thì em Tiến một cái điều này em Tiến rất là hài lòng, cảm ơn các bác các anh em đã tin tưởng. Và các bác đã nói là khi mà mua hàng của em Tiến rồi thì chỉ thích mua hàng của em Tiến thôi. Và điều này thì trân trọng, chân thành là em không biết nói gì hơn. Chỉ biết là cảm ơn các bác rất là nhiều và kính chúc các bác các anh em chúng ta thật dồi dào sức khỏe. Và thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong video này là cũng là một cái video mà em lên với một cái không gian mới, vẫn là cái căn phòng đó. Thế nhưng mà lên một cái căn phòng nó lại, cái sân khấu nó lại khác một chút, các bạn ạ. Và đây cũng là một cái video mà em Tiến làm test một đôi loa Bose 301 Series 2 thùng vân gỗ. Thì thưa quý vị, các bác cùng anh em chúng ta, đây là một video mà em làm để chào tháng mới các bác nhá, để chào tháng mới. Và khi mà làm video này thì cũng là 10:30 của tháng cuối rồi. Và cái video này thì ngày mai các bác xem cũng là một cái ngày mùng 1 của tháng 8, tháng mới. Và nhân dịp clip này để chào đầu tháng mới thì em cũng gửi lời kính chúc tới toàn thể quý vị, các bác anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các bác luôn đồng hành và ủng hộ cho mặt hàng kênh của em Tiến Audio Hải Dương. Kính chúc các bác anh em chúng ta sẽ đón chào một tháng mới thật dồi dào sức khỏe và làm ăn thật là may mắn và luôn luôn thành công. Kính chúc các bác anh em chúng ta luôn luôn được bình an trên mọi nẻo đường đi. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong video này thì em Tiến muốn giới thiệu tới toàn thể quý vị, các bác anh em chúng ta về một đôi loa Bose model là 301 Series 2 thùng vân gỗ màu vàng. Đấy. Thì đôi loa này em Tiến phân phối bán cho quý vị, các bác anh em chúng ta với một cái mức giá là 8.900.000 đồng các bác nha. 8.900.000 đồng. Và cái mức giá này thì em dám đảm bảo với quý vị, các bác anh em chúng ta, em đảm bảo là êm, cực kỳ êm so với nhiều số khác. Chúng ta không tin cứ hỏi các bác nhá, không tin cứ hỏi. Bởi vì chúng ta hãy hỏi là đôi loa Bose 301 Series 2 thùng vân gỗ giống như Series 3 đấy các bác nhá. Và thưa quý vị, các bác cùng anh em chúng ta, chúng ta thoạt nhìn thì chúng ta đã biết, em xin nói giới thiệu sơ qua về cái củ bát của cái loa Bose model là các đời như là 301 Series 2 và Series 3. Đấy, nói tranh thủ nói cho các bác mấy cái nhầm câu như này nhá. Thì thưa quý vị, các bác anh em chúng ta là em Tiến ấy, thì em Tiến bán dòng loa Bose rất nhiều rồi, đúng không ạ? Bán rất nhiều. 301 Series 2 màng xanh, có màng xanh thì đa phần là thùng màu đen, tức là thùng rắn xi đấy. Còn đâu cái màng màu bã trầu mà trước mắt quý vị, các bác anh em chúng ta đây, thì nó cũng có ở trên những cái thùng màu đen, cũng có chứ không phải là không có nhá. Thế nhưng mà đa phần thì thùng màu đen mà rắn xi thì được trang bị bát màu xanh là nhiều hơn. Và nói đến cái củ lam châm, cái củ lam châm thì em Tiến với lại một số thợ khác bán va bập rất là nhiều, nhiều hơn là các bác các anh em chúng ta chơi. Bởi vì các anh em chúng ta chơi thì có người có điều kiện trải nghiệm thì cũng chơi qua một vài đôi rồi, các anh em cũng hiểu một chút nào đó thôi. Còn anh em chịu khó xem clip thì các anh em cũng sẽ biết một thêm một phần nào đó. Còn đâu bọn em ấy thì bọn em đã trải nghiệm và cũng đã từng gặp rất nhiều các đời dòng Bose 301 Series 2. Nói về Series 2, họ phân biệt ra là cái đời củ tròn và cái đời củ bát giác. Củ tròn và củ bát giác. Ví dụ như đôi loa này. Đấy, em Tiến bán cho các bác là 8.900.000, củ này là củ bát giác. Vậy thử hỏi, đặt ra một câu hỏi là củ bát giác và củ lam châm tròn nó có khác biệt nhau gì không? Thưa với quý vị, các bác anh em chúng ta là không khác biệt một cái gì nhá. Em trả lời luôn là không phát
không có có khác biệt nhau một cái gì, vì nó là chung một củ từ nam châm và cũng từ tròn và từ bát giác, nó cũng giống nhau mà thôi các bác nhá. Có người thì chỉ thích là củ bát giác, về cái bát giác là nó có 8 cạnh trông nó rất là đẹp đúng không? Nhiều người thích củ tròn. Và phân biệt ở đây củ tròn và củ bát giác, tại sao người ta nói là củ tròn đắt hơn, thì cái này người ta tự đặt ra thôi chứ các bác nhá. Tự đặt ra thôi chứ không phải là củ tròn và củ bát giác nó hay hơn, không có. Tại vì em sẽ lại đưa ra một câu hỏi cho các bác, câu trả lời cho bác như này. Ví dụ như là đôi loa Bose 301 Sony 2 mà thùng màu đen, bát màu xanh. Đấy. Thì đôi loa này bây giờ giá cũng trên 7 triệu. Thế nhưng tại sao lại có những đôi loa 301 Sony 2 thùng xi đen màng xanh lại có củ tròn? Đấy, lại có củ tròn, và không phải là ít đâu nha, xuất hiện không phải là ít đâu nha, rất nhiều luôn. Dạo này em gặp rất nhiều những cái loa 301 Sony 2 màng xanh, thùng màu đen nhưng củ nam châm lại tròn. Đấy, bởi vì tròn thì nó giống với lại đời Sony 3. Thế vậy tại sao nó giống củ tròn, nó hay đến như vậy? Thì tại sao là nó lại có cái giá là trên 7 triệu? Mà khi trong khi đó cái màng thì chỉ khác màu thôi các bác nhé. Các bác lưu ý là cái màng nó chỉ khác màu xanh và màu bã trầu, hay người ta gọi là màu lâu. Tại sao lại hay hơn? Không hay hơn các bác nhé. Đây là em Tiến tư vấn cho các bác thật, thật tình một câu như vậy. Còn nói về Bose 301 Sony 2 và giữa Sony 3, rồi màng xanh hay là màng bã trầu, nó không hay ở cái màng, và nó cũng không hay ở cái củ từ, bởi vì củ từ tất cả là của Philips hết các bác nhá. Cho nên là các bác anh em chúng ta đừng có hiểu nhầm về cái củ này nó hay hơn hay củ kia nó hay hơn, không có đâu các bác nhá. Đấy, không có đâu, nó không có hay hơn. Thế ví dụ như là em đã bán dòng này rất nhiều, thì em cũng đã đưa ra một cái chất âm để so sánh cho các bác các anh em chúng ta. Ví dụ như một đôi loa Bose 301 Sony 3 bây giờ giá nó cũng tầm khoảng cơ 14, 15, 16, 17, bán linh tinh rồi. Đấy, bán linh tinh rồi. Đấy, người bán này, người bán kia. Thế rồi em so sánh là cái đôi đời Sony 2 này và cái đời Sony 3 nó có hay hơn gấp đôi không? Nhưng mà này, giá tiền lại Sony 3 lại gấp đôi. Thưa các bác là Sony 3 không hay gấp đôi Sony 2 các bác nhé. Nó so sánh, nếu mà để nghe độ kỹ tai những người có thẩm âm chiều sâu thì người ta sẽ phân biệt là Sony 3 nó hay hơn Sony 2 chỉ một điểm thôi. Một điểm thôi các bác nhé. Tức là nó hay hơn một chút xíu thôi. Còn nếu như mà người chưa có chiều sâu, em mở cùng một chiếc âm ly, cùng một thiết bị ra, các bác em đảm bảo rằng người mới nghe sẽ không phân biệt được là đôi loa nào hay hơn đôi loa nào. Còn đối với bọn em có chiều sâu, chuyên nghe, thì bọn em sẽ đánh giá là đôi Sony 301 Sony 3 nó hay hơn một tẹo thôi các bác nhá. Nhưng giá tiền nó đắt gấp đôi các bác. Vì cái số tiền mà bỏ ra mà mua cái đôi loa 301 Sony 3 ấy, thì chúng ta hãy dinh ngay hai đôi loa này về cho em. Đấy, chúng ta treo lên, chúng ta hát karaoke, rồi kẹp với thêm một quả trầm nữa, thì chúng ta đúng là quá tuyệt vời luôn. Mà số tiền nó cũng chỉ bằng đôi 301 Sony 3 mà thôi các bác nhé. Đấy. Thì những đôi loa 301 Sony 2 của em này là màng bã trầu, thùng vân gỗ này. Đây, thùng vân gỗ này. Đấy, nó giống như là thùng vân gỗ này thì nó giống như là Sony 3 này các bác nhé. Nhưng củ này nó vẫn là củ lục, củ bát giác, gọi là củ bát giác. Đấy các bác nhé. Đây, nó đẹp mỹ mãn luôn nhé. Hàng em đảm bảo các bác là không zin không lấy tiền luôn nhá, không zin không lấy tiền đâu. Và đặc biệt cái gân này nhá, cái gân này thì em nói với quý vị các bác anh em chúng ta này, cái gân này em lấy về đấy thì nó vẫn còn gân, phải không nào? Nó vẫn cứ còn gân. Thế nhưng em sẽ thay cho các bác, bởi vì sao? Em không để cái gân zin nó em bán đâu. Cái gân zin đó các bác về các bác chơi được 5-10 hôm thôi, hoặc là mở trong một nút phát sẽ bung gân ra luôn, bung gân ra luôn. Và trong cái quá trình gân đó nó còn, nhưng mà nó không, nó nhũn quá rồi, chúng ta phải sờ ấn như này. Nó nhũn quá rồi mà ấn sâu ấy, nó sẽ có cái lỗ kiểu như là dặn ấy, thì cái màng cái gân nó quá yếu rồi. Nếu chúng ta cứ để cái gân zin chúng ta đánh thì nó sẽ hại cái côn ở trong này nhé, nó hại đến cái côn ở trong này này, và hại đến màng nữa, vỡ màng, sẽ dẫn đến vỡ màng. Nên chúng ta đừng có bảo là cái gân nó hay đâu nhá, chúng ta lên thay. Và bản thân em Tiến là người bán hàng cho quý vị các bác anh em chúng ta, em Tiến sẽ tự thay. Em biết rằng là cái nào là chơi được và cái nào không chơi được, em sẽ tự thay cho các bác, thay luôn nhá, thay cho anh em chơi đảm bảo lâu dài. Đấy các bác nha, thì đôi loa này em nói thật các bác là nó đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn nhá.
tem mác đằng sau. Đấy, quá đẹp. Thì dòng loa này có trở kháng là 8 ohm, hàng được sản xuất tại Birmingham, Mỹ các bác nhá. Birmingham, Mỹ. Đây này, 301 CD2. Đấy, 301 CD2 anh em nhé. Rồi. Ok. Vậy là em đã giới thiệu xong cho quý vị các bác anh em chúng ta về một đôi loa 301 Bose 301 CD2 nhé. Rồi, không zin không lấy tiền nhá, và em Tiến là chưa lau chùi đâu các bác nhá. Chưa lau chùi đâu. Đây các bác thấy, nhìn thấy này. Nó bụi bẩn nó còn nguyên đây. Đấy, chưa lau chùi đâu. Cho nên là em mấy ngày hôm nay bận mà, cho nên là để vào clip này làm thì nó thật các bác là cũng là rất là vội vàng thôi. Các bác nhìn này. Nó còn bẩn nguyên cả những cái vết bẩn như thế này. Đấy, vết bẩn nhá. Rồi, ok, video cũng đã khá dài rồi. Các bác nhá, nó quá đẹp cho một siêu phẩm luôn. Đấy, vùng học sát cạnh. Đôi loa này có giá 8.900.000 và thiết bị đánh với đôi loa này thì là hôm nay em Tiến về được một chiếc âm ly Sansui model là AU Alpha 607 KX mặt vàng chanh. Chiếc âm ly này có giá là 5.600.000 đồng các bác nhá. Giá 5.600.000 đồng, một cái mức giá em dám đảm bảo quý vị các bác anh em chúng ta là siêu rẻ luôn nha. Siêu rẻ luôn. Các anh em hãy chơi ngay chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này các bác check cho xem đắt lắm ấy. Em bán 5.600.000 này. Còn đây là chiếc đầu đờ lông model là DCDQS10 trơn đời đầu. Có cả khiển zin nhá, khiển zin và sách vở đi kèm theo. Đấy, sách vở đi kèm theo. Đẹp thiếu cái hộp xốp mà thôi các bác nhá. Đẹp thiếu hộp xốp. Rồi các bác này, nhìn nắp các thứ này. Đẹp thiếu hộp xốp và mặt nha, em nói các bác các anh em chúng ta là không tì vết nhá. Đẹp không tì vết. Con này nó chỉ đẹp là thiếu hộp xốp thôi. Và cái giá của chiếc đầu này thì em Tiến có cái giá bán là 12.500.000. 12.500.000 đồng chiếc đầu này, đẹp bao zin và bao đẹp thiếu hộp xốp cho anh em. Đây là chiếc đầu chạy đĩa CD không kén đĩa nhá, dòng này không kén đĩa. Và giải mã nhạc mạng, tức là đường quang ấy. Giải mã chuẩn chỉ 24 bit và cái đĩa nó đọc thì rất là hay này, nó dòng đờ lông DCD QS10 rồi QS12 là mã, 3 là mã thì các bác miễn chê. Đây là một chiếc đầu nó không cao tiền nhưng cũng là một niềm mơ ước của biết bao nhiêu người chơi audio các bác nhá. Phải nói là đây là một niềm mơ ước của biết bao nhiêu người chơi audio, nhiều người ước ao có được nó để mà chơi các bác nhá. Đây em nói thật đấy, hay chơi chăng nữa, có âm đi có loa rồi thì cũng muốn làm sao, ước làm sao mình có một con đầu vừa chơi đĩa CD vừa chơi nhạc giải mã làm sao cho nó hay cho sạch các bác nhá. Đấy, chiếc đầu này có giá là 12.500.000, bao zin bao đẹp keng luôn. Rồi đây là những dòng đầu cao cấp chuyên giải mã thiết bị high end và chạy đĩa CD. Và đây là một chiếc trầm, em hôm nay em Tiến ghép được một chiếc trầm Paradin model là thì chiếc trầm này là chiếc trầm Bass 25 bán trong thùng nhé. Và cái model của nó là PDR10 các bác nhé. Quả trầm Paradin model là PDR10, điện 120V điện Mỹ các bác nhé. Một điện 120V điện Mỹ. Và trong video này em sẽ có một cái video ngắn để giới thiệu cho anh em các bác là đấu súp. Tại sao em lại đấu 4 cái dây này? Đấu tới 4 cái dây luôn. Nhiều người ta đấu có 2 cái dây và đường in thôi. Nhưng mà đây là các bác phải lưu ý là các cái quả trầm các bác ấy mà đường in là đường vào nhé. Các bác nhìn ký tự là input này, input mà nó có 4 cái này. Thì chúng ta phải cắm đủ cho nó 4 cái dây này. Thì 4 cái dây này cũng giống như là chúng ta đấu một đôi loa thôi, đấu một đôi loa. Thì đấu một đôi loa vào âm đi, ví dụ chúng ta hình dung đây là cái âm đi và ra thì chúng ta ra một cái loa. Còn đường này chúng ta ra một cái loa thì chúng ta lại lấy thêm hai sợi dây như này nữa. Chúng ta đấu chặt vào cái đi đằng sau của âm đi, đấu một cầu nhưng vẫn đấu một cầu. Và chúng ta dẫn ra một đường vào loa và một đường ra trầm ở đây, kín đấu kín như này. Thì các bác lưu ý giúp em này, các bác đấu hai cái cổng này. Ví dụ các bác có một dây này, các bác đấu một đường thì nó vẫn cứ kêu nha, vẫn cứ kêu. Thế nhưng các bác đấu thêm một đường thế này nữa thì nó sẽ kêu gấp đôi các bác nhá. Các bác lưu ý giúp em là kêu gấp đôi, tức là nó khỏe hơn và hay hơn gấp đôi. Các bác lưu ý giúp em vậy nhá. Còn chúng ta chơi vang số ấy, qua vang ấy, qua thiết bị vang thì chúng ta chỉ cần cắm cái dây AV vào đây thôi nhá. Còn âm đi Nhật ấy, như ăn âm đi Sansui, chúng ta không thể đấu vào đường bằng dây AV được, chúng ta phải đấu đường dây như em Tiến vừa đấu các bác nhá. Đấy thì nó hay nhất, truyền tải âm thanh hay nhất. Đây, ví dụ như là ông đi nghe Nhật này thì chúng ta phải đấu bằng dây như em đấu nhá. Rồi, video quá dài thì bây giờ có lẽ video dài rồi, em sẽ test lửa bài hát thôi các bác nhá. Test lửa bài hát thôi vì video này cũng là
một cái video em muốn chia sẻ với quý vị và các anh em chúng ta. Mà bây giờ mà anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh. Đây là chiếc khiển zin của chiếc đầu nhé, chiếc khiển đi theo cái đầu. Bấm bài làm. Đời chúng tôi mãi yêu nhau ngày kia.